Xin chào cô chú và anh chị kính mến. Hôm nay Nguyễn Ngọc chia sẻ cho cả nhà mình một hoàn cảnh của em Tèo. Thì hồi nãy trên đường đi á, Nguyễn Ngọc có gặp em Tèo là đi dắt hơi á cả nhà. Người đang ngồi ngoài đường, Nguyễn Ngọc có ghé lại hỏi thăm. Thì em ấy cũng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình em ấy rất là khó khăn. Thì Nguyễn Ngọc có chở em ấy về nhà. Thì bây giờ Nguyễn Ngọc xin mời cả nhà mình cùng vô chia sẻ với gia đình của em ấy nha cả nhà. Nhà đây đó hả Tèo? Nhé hả? Đâu giờ ở nhà em ở với ai đâu? Nãy em nói em ở với mẹ với ai nữa? Thì đây là bà gì? Gì hả? Bà gì? Rồi thì hai này là hai anh em sao? Đâu em sao đây đó hả? Kiểu như gì là chấp nối với ba mình đó ha? Dạ, chấp nối. Dạ gì ra đây ngồi vô hỏi thăm chút cái gì? Máy nào điện cái gì? Dạ có máy của con nè. Máy ổng. Dạ thôi để chút nghe sao. Rồi em trai này là anh thấy nãy giờ ngồi quấn thuốc quấn nhiều rồi nha. Hút dữ vậy đó hả? Ngày em hút nhiều điếu? Ngày em gói đó. Gói. Một ngày một gói hả? Dạ. Đâu cười lên cái coi. Hút đống nhựa đầy găng hết trơn kìa. Dạ. Quấn sẵn vậy đó hả? Dạ. Bệnh mà hút mà nói không nghe đâu. Bác sĩ cấm tuyệt đối đó mà nó tử đâu. Vậy là chú còn không gì? Chú mất năm ngoái rồi cưng. Chú mất năm ngoái hả? Ừ. Vì tên gì? Phan Thị Niêu. Vì tên Phan Thị Niêu hả? Ừ. Vì năm nay được mấy mươi gì? 57 à. 57 hả? Ừ. Rồi cuộc sống hàng ngày có gì gì làm cái gì? Là mướn hàng ngày, ngày nào bằng thì ăn ngày đó, ngày nào không bằng thì mua chịu mua đựng với chừng bằng cái mình trả cho cô bác người ta. Gì mặn gì cháu nó ba thằng á, có mặn gì được đâu. Thì mặn bọc đầu quạch nữa. Thì nãy con ngoài đường thì có gặp Tèo nè. Tèo đi cầm cái bộ giá vỏ bộ giá thì dắt hơi. Thì ngồi đường á con có hỏi thì Tèo có chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, thì con kêu Tèo chờ dẫn về nhà, con đưa Tèo về. Thì vô đây có gặp gì? Rồi vì là có mấy người con? Là trước khi ở nay gặp ba thằng Tèo là ở được hai thằng chờ em này nè. Dạ. Thằng lớn nó đi chơi chưa về. Ồ là lớn là anh của anh của này anh của Chi Linh. Hồi nãy em nói em tên gì? Chi Linh. Chi Linh hả? Dạ. Chi Linh ca nhạc đó phải không? Phải không? Cải lương. À Chi Linh bên cải lương chứ không phải bên ca nhạc hải ngoại hả? Còn anh là Tấn Vũ. Nghệ sĩ mà. Dạ, dữ ha, tên dữ dữ không ha. Rồi hàng ngày em đi làm gì? Bán số với đi làm hầu. Có bán số không? Có, nhưng mà cả này ngưng là bệnh, không có đi làm được. Sao vậy? Bệnh hả? Dạ. Bệnh gì? Em bị bệnh gì? Tâm thần. À, có giấy đồ không gì? Có giấy đàng hoàng, ba thằng á. Ba thằng là nó bệnh một và thằng nào có giấy chứ. Vậy là bây giờ là ba người con là đều bệnh hết. Bệnh hết, gì cũng bệnh luôn, gì bệnh. Cho con xem cái giấy của mấy em rồi được. Hả Chi Linh? Dạ. Có biết ca nhạc ca cỏ gì không? Làm khúc coi. Hả? Còn nếu mà hát được thì anh lăn xe lên nhiều, biết đâu là mình đi làm nghệ sĩ được không? Lúc đó nghĩ bao nhiêu số? Em quên. Hoặc là làm ca sĩ. Không nhớ bài nào hết trơn sao? Dạ. Ráng nhớ bài thôi, ca khúc cũng được nữa, khúc thôi. Ca khúc thôi. Lãnh thú hàng tháng. Dạ. Lãnh thú hàng tháng không xuyên á. Nhà gì bây giờ thì có ba đứa con là... Ba đứa con là bệnh một bệnh thần kinh không? Hai người con sau này thì... Nó cũng bệnh luôn. Sổ lãnh thú hàng tháng hai thằng cái này là giấy này là của em Chí Linh. Chí Linh ha. Còn Tướng Vũ trong xe. À Tướng Vũ hả? Ừ, đi mặn nay mơ đem giấy hờ đó theo. À Tướng Vũ đi đâu rồi vậy? Nó đi chơi chưa về. Tướng Vũ là anh của Chí Linh hả? Anh này dạ. Là cái tên này là hồi đó gì đặt hay là tự đặt trong bụng mẹ cấp sanh tới giờ ra y sinh đó. Dạ, con tưởng đâu là cái tên này là tự em Chí Linh đặt cái tên cho bản thân mình nhé. Miễn thích là tên dữ hơn nữa. Tên gì mà dữ hơn đâu, nói nghe coi. Tên gì?
À, theo như là Trường Thành. Dạng lưới Trường Thành. Đúng rồi, tên nó là dữ đó. Ha. Là khoái tên dạng lưới Trường Thành hả? Hả? Hai cuốn sổ hai thằng nè. Tháng nào cũng làm thuốc với Long Xuyên chứ. Tướng Vũ là cũng bị bệnh như Chí Linh vậy hả? Dạ. Khi quên khi nhớ, mặn ha, khi mặn được khi mặn không. À, lúc nhỏ lớn giờ đó ha. Cháu nó mới bệnh cỡ 5-6 năm nay nè, nó mặn hồ đó. Đầu vớt cục gạch lên đầu. Vớt cục gạch lên đầu đó, đậu cái ngày qua ngày. Chí Linh. Ngày qua ngày đầu cái Chí Linh nghe mùi thuốc sao? Bỏ thuốc thôi cho chú nói chuyện con nghe. Bỏ thuốc đi con ơi. Người sáng giờ gì có đi làm không? Là mấy ngày nay nghỉ, bởi vì qua đợt rồi vài bữa mới tiếp nữa. Ờ, vậy làm cái gì vậy? Bẻ trái mùng tơ bên lúa hậu á. Bẻ mùng tơ á hả? Ừ. Trái mùng tơ á, chú biết không? Dạ biết. Ừ. Mình đi bẻ trái không ha? Dạ. Bẻ đó là tính ngày hay sao vậy? Bẻ ăn ký, ký 4.000 có chủ chỗ thì 5.000 có. Dạ. Dạ. Ngày gì bẻ được nhiêu ký? Cũng như mình vô vụ khởi công bẻ mà trái tơ trái nhất 1-2 cử, 2-3 cử á. Dạ. Thì ngày 200 mấy 200. Dạ. 2-3 cử được vậy đó. Rồi từ đó cỡ 3 cử trở về sau cái 100 mấy 100. Mà đến chừng cái nó tụt xuống giảm trái. Vài cử sau nó giảm trái đầu cái 50-70 không chừng. Đầu cái ta nhổ dây, cái đầu chồng là cái khác tiếp nữa. Tiếp đầu lại nữa. Vậy đó. Dạ. Vậy là công việc của gì là đi hàng ngày hả? Hay là lâu lâu mới đi một lần? Bởi vì năm ngoái, mấy năm trước là cô đi mỗi ngày vậy đó. Ta trồng nhiều là đầu năm ngoái, năm nay sụp giá đầu cái ta ngưng một đợt đó, ha, lỗ đó. Ta ngưng là một đợt. Rồi cái sau này mới trồng lại. Là tháng 10 tới Tết nó mới đung lại nhiều. Dạ. Nhưng một hai tháng này là giảm. Bẻ bị gì tuột giá lỗ đó. Dạ. Còn có một hai người trồng mà. Dạ. Thành ra là mới ngưng. Mấy năm trước tôi bẻ mỗi ngày. Còn năm nay lỗ đó người ta giảm trồng lại. Bẻ không có bao nhiêu. Dạ. Rồi Chí Linh bây giờ ở nhà có tiếp được gì cho mẹ không nè? Mẹ thì em đi làm tiếp nè. À. Rồi là bây giờ ở nhà lâu chưa? 5-6 tháng nay rồi cũng mang vô đồng bạc rồi đâu. Ở nhà không hả? Dạ. Rồi tèo hằng ngày là đi dắt gió cho người ta vậy đó hả? Rồi thường đi dắt khúc nào tèo? Đi trên Phú Hữu. Trên Phú Hữu hả? Trên xóm chùa Phú Hữu. À. Rồi sáng giờ mà lúc nãy mày gặp anh á là sáng giờ kiếm được nhiêu rồi? Không có luôn. Sáng bữa có bữa không, bữa thì đủ ăn thì bữa không có đồng nào. Sáng giờ không có đồng bạc nào luôn. Rồi sáng mấy giờ em đi? Thì sáng thì 7-8 giờ đi vậy. 7-8 giờ đi mà tới giờ nãy mà gặp anh là cũng cỡ 2 giờ mấy vậy đó. Ừ. Rồi đất trưa ăn cơm đâu? Thì chợ đó thì đi tới đâu thì giác cho cô bác ta thì mình đói thì mình xin bà con ta ăn. Chứ mà mình không có cấp trộm gì của ai hết. Ừ. Mà mình không thích xin thì mình nhịn luôn tới chiều giờ ăn luôn. Có khi nào nhịn không? Có. À. Cái mặt tèo anh thấy cái gì có thẹo lê quá trời. Sợ bị bệnh đó té. Lâu rồi. À. Cái này là mương trên mương 8 á. À, nó bị té đó hả? Ừ. Thì có gian cái ông đó, ông xây rượu nữa. Ờ. À. Rồi mới phẩm có bu nữa à. Cái có gian ở ông xây rượu. Ông xây rượu ngã xe qua. Ừ. Rồi cái đầu mới bật cái đợt cái mặt xuống rồi cái đầu là mới dính cục đá. Ừ. Đứt luôn. Ừ. Người trước giờ có yêu đương gì ai không tèo? Không. Sao vậy? Bệnh hồi nhỏ tới lớn có biết gì đâu mà yêu đương.
tặng là chọc lên chữ bà của nậu con của ngoại. Sao chọc chọc sao mà tao chửi? Đã biết bệnh rồi, đã ta biết mình bệnh rồi, tao đâu có chịu. Chọc là chọc sao gặp gái chọc sao đâu. Chọc chọc con nói em ơi chịu anh đi đồ này kia nọ là cái đầu này nó không chịu thì cái chịu. Bà của nậu của ngoại. Ai chửi mình chửi nó chửi. Nó chửi mình chửi thôi thì mình nói vậy có ảnh hưởng gì đâu mà nó lại chửi mình kỳ vậy ta. Vậy mới nói. Mình có làm gì nó đâu. Rồi bây giờ thí dụ như có người nào thích đó mình chịu không? Cũng không luôn. Sao vậy? Giờ là thích ở mình nên. À. Ở mình nên thí dụ thằng ngày đi dắt gió kiếm tiền về nuôi mẹ. Ừ. Rồi Tèo là bị cái bệnh án bị bệnh gì vậy? Hồi nhỏ nó cũng bệnh đó, bệnh nặng lắm đó. Chứ đi xong chết đi lắc áo rồi đó, nghe ba kể đó. Dạ. Yeah, mà thầy tìm thầy được, thầy chỉ được. Ở tỉnh lại. Ừ, nó đầu cái từ đó tới lớn luôn. Hồi nhỏ có 3 tuổi nó đau chặn gì đó. Dạ. Yeah. Rồi cái tới lớn luôn nó là không được tỉnh tượng hết trơn á. Mà bây giờ trong cái bệnh án của ông Tèo là người ta ghi bệnh gì? Nó bị kinh phong động kinh phong giật động kinh, động kinh ha. Ừ. Cái bệnh động kinh này lúc nóng rồi nóng lên là giờ yếu của mình đó là giật té lên té xuống mà trước giờ là đi ngoài đường có khi nào bị giật không Tèo? Không. Rồi Tấn Vũ đi chừng nào mới về lận gì cái tấu. Đây là ba mẹ con của em Tèo nè cả nhà. Bốn mẹ con luôn. Bốn mẹ con nhưng mà còn một người con nữa thì tên là Tuấn Vũ cũng bị bệnh thần kinh. Tâm thần luôn á, thần kinh gì nữa. Dạ. Nhà ba thằng cũng bệnh một luôn. Dạ tâm thần, ba anh em đều bệnh thần kinh hết. Thì em Tuấn Vũ thì đi rồi, chiều tối mới về, đi suốt ngày vậy đó. Còn em Chế Linh, là em ở Trần đây nè cả nhà. Thì em Chế Linh thì ở nhà. Với là còn em Tèo thì hằng ngày em Tèo xách cái giỏ con giác đi dắt thôi. Nhưng mà hồi sáng giờ là không có được đồng bạc nào hả Tèo? Không. Không có tiền nào, không có được đồng nào. Còn gì thì đi bẻ trái mùng tơi. Gì cũng bệnh tiểu đường, cũng mệt lắm, cưng ngơ, đau hoài, da dương hoài, năm nay mà không có được gì hết trơn. Cuộc sống của gì thì cũng là khá là vất vả. Dạ. Yeah. Nhờ mấy dì mấy chị nó cho tiền thêm ăn uống không á chứ làm có được đâu. Ba đứa cháu nó bệnh gì dì còn bệnh tiểu đường nữa. Lắm khi đau hen dùi dẫn luôn đi đứng không nổi. Vậy là bây giờ là dì đi làm về rồi cơm nước rồi ăn đủ rồi đó ha. Ừ. À. Ăn cũng ăn hôi thuốc lắm cưng ơi. Mua 10.000 cá linh ba bốn mấy con ăn ngày trời. Rồi sáng nay là dì không đi làm. Sáng nay hả? Dạ. Bởi vì bẻ mùa tơ qua đợt rồi vài bữa bẻ tiếp nữa. Dạ. Mà bẻ mùa tơ này bẻ mùa tơ già không à. Dạ. Bẻ mấy chuyến gọi ngày có mấy chục à. Bẻ cho người ta nhổ dây đó. Nhổ dây ta trồng lợ. Dạ. Người Tèo không ăn cơm, Tèo không bới cơm ăn đi. Chưa đâu, chưa có đói nữa. Vậy hả? Sáng giờ giá không có tiền, chưa đói hả? Không có đói. Bữa nay nhà mình ăn cơm cái gì? Chiều gì có mua 10.000 cái linh gì kho xá ớt nè. Dạ. Rồi như ba em này bị bệnh như vậy thì cũng nhà nước cũng tài trợ được phần nào hay gì á? Có, lãnh tiền hàng tháng. Lãnh tiền hàng tháng như là tiền trợ cấp hàng tháng với thuốc men đủ miễn phí rồi á. Ừ, có bảo hiểm đi lãnh thuốc. Ở đây mỗi lần mình lãnh thuốc là xa không gì? Tới Long Xuyên lận. Đi tới Long Xuyên hả? Ừ. Ở An Phú này không có sao vậy? An Phú không có. Ở xã mình có nè mà hai thằng tờ bự thì nó đã bệnh lâu rồi, bệnh trước rồi nó có thuốc về xã mình lãnh. Còn dạ. Hai đứa em nó sau này bệnh sau là lãnh thuốc Long Xuyên với chữa chuyển về. Dạ. Chữa chuyển về xã mình. Mỗi lần đi lãnh thuốc là gì đi hả? Dạ. Dạ. Sao chứ Linh? Hả? Làm bài nghe coi.
Nói là con ca nó cứu chạy đi quá. Đúng rồi, ca đi hát hay không bằng hay hát. Đi hát đi. Hát nghe bài coi. Đâu nhớ chưa? Hồi nãy giờ ngồi là nhớ rồi đó. Bài gì? Bài gì? Bài gì nhớ chưa? Hát đi. Không có sao, không có mắc cỡ. Ở đây mình người nhà không có đâu mắc cỡ. Rồi ca đi anh nghe nè. Bài gì? Ca đi chứ Linh. Ca sĩ mà bây giờ lâu lâu rồi anh vô đây anh quen đưa lên TV mà không hát là kiểu đó là kỳ lắm à. Rồi đúng rồi. Rồi vô. Tựa bài Bởi Vì Đam Mê. Bởi Vì Đam Mê đúng không? Rồi sau đây là tiếng hát của Chế Linh. Nhạc phẩm được mang tên Bởi Vì Đam Mê. Phải không Chế Linh? Dạ. Rồi xin mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Mọi người xung quanh. Thôi em xin ra đi tắm á. Đừng nên yêu em sẽ chút lấy muộn phiền. Vậy mà không tin tôi vẫn lao theo cuộc tình. Hay quá. Giờ đây mới biết đó là cấm bẫy của tình yêu. Hay quá. Không chứ Linh ca hay thiệt. Cuộc sống có lúc dòng sông có khúc. Ta chia tay sẽ đẹp hơn. Miệng cương sẽ không hạnh phúc. Miệng cương chỉ làm thêm đau. Từ nay tôi sẽ không còn tin ai. Vì không ai tốt hơn chính mình. Tôi sẽ quên chuyện tôi. Tôi sẽ chia ly em để cơn đau được yên giấc. Lòng không dối gian thì đâu phải là em. Từ xưa đến nay tôi đều khờ dại. Việc đó là hồ sâu mà tôi vẫn bước bởi vì tôi yêu bởi vì đam mê. Trời. Đã chưa? Hay quá. Rồi cho xin chào vỗ tay đi vậy ơi. Hay vậy mà Chế Linh mà. Chế Linh đúng là ca sĩ Chế Linh mà thiệt. Rồi những cái bài hát này là làm sao em thuộc, kể anh nghe coi. Em đi chơi với bạn rồi bạn cao coi rồi em bắt chước theo. À vậy đó hả? Dạ. Còn bài nào nữa không Chế Linh? Không, em hát hay quá, cái giọng của em rất lắm. Thiệt. Hát hay gì mà nãy giờ giấu ha. Hả? Sợ sau này thành ca sĩ thì bỏ mẹ lại cô đơn hay gì. Rồi Tuấn Vũ biết hát không Chế Linh? Biết. Vậy đó hả? Tuấn Vũ không có bài ca nữa, không có bản ca nhạc nữa. Mà Tuấn Vũ đi vậy có phá phấy gì ai không gì? Không. Đi chơi lát về. Dạ. Hồi lúc mới đau mấy năm về trước. Vì đâu có biết đâu đi lo thầy bà không mà chưa có lo thuốc mà vụ thuốc men ở bác sĩ pha tâm thần nè. Yeah. Đầu cháu nó đi em đi không đường về. Đầu cái nghỉ ngơi gì em ngày nữa ngày mới nhớ đường về tới nhà. Dạ. Yeah. Năm trước cũng đi mằng xa xôi đó. Cái ta cô bác người ta nói nặng đó, cái dặn cái lậu thí đi. À Tuấn Vũ hả gì? Ừ. Từ ngày chị bệnh 3 năm nay chị bệnh Long Xuyên giờ đỡ không có đi bỏ nhà nữa. Vậy là đi bây giờ đi nhưng mà nhớ đường về nhà. Bây giờ đi nhớ đường về nhà. Dạ. Yeah. Chị Linh ca đừng bản nhạc rồi đó. Chị Linh ca hay quá chị. Vậy. Dạ dạ được rồi chị. Trời ơi nãy giờ nghe chị Linh ca quá hay rồi. Nãy giờ mấy chị nghe không? À, anh mà trên đó là anh tên gì vậy? Cái kênh của em với kênh Nguyễn Ngọc TV này chị. Em cũng mới đặng bắt lên đặng gặp dạ. Anh em mới thành lập đây nhưng mà gây lên xem để ủng hộ kênh em rồi nghe. Dạ. À. Chị mở vô Nguyễn Ngọc TV là có à. Đây gì bắt gì bắt lên cái YouTube đó. Cái YouTube á, cái YouTube mình nghe mình coi. Dạ cái chị bắt đầu chị bấm Nguyễn Ngọc
TV, chữ T chữ V á. Nguyễn Ngọc TV. Nguyễn Ngọc TV là có. Không mà lên mới được, lên tiếng mới được. Mà mới được này kia nó dụ bấm vô đó. Thì video của con đến đây thì con cũng xin tạm kết thúc ngay vậy. Con chúc gì nhiều sức khỏe nha. Rồi con sẽ chia sẻ cái video của dì với mấy em lên cộng đồng mạng. Dạ, cho bà con cô bác người ta xem được. Phải tiếp giúp được dạ. Thì có bà con xem được cái hoàn cảnh của gia đình như gì đó, gì đó. Người ta hỗ trợ được cái gì thì con cũng là nhịp cầu nối, con sẽ đến chia sẻ cái gì. Dạ. Dì cũng nhờ chú đó ha. Dạ. Chán giúp. Trong nhà bốn mẹ con là hang ba đứa con nó bệnh vậy rồi dì cũng bệnh Ngọc luôn. Đến đây thì Nguyễn Ngọc cũng xin tạm dừng nha cả nhà. Nguyễn Ngọc xin chúc cho cả nhà được nhiều sức khỏe. Cả nhà đừng quên bấm đăng ký cho Nguyễn Ngọc nha, để Nguyễn Ngọc có thêm nhiều động lực đi quay những nhiều clip khác để giúp đỡ cho bà con nha cả nhà. Xin chào cả nhà. Nguyễn Ngọc cũng dừng video rồi cả nhà, nhưng mà ở đâu tình cờ Tấn Vũ vừa về tới luôn cả nhà ơi. Thì bây giờ Nguyễn Ngọc cũng mời Tấn Vũ hát cho một bài để cho cả nhà mình nghe nha. Rồi Tấn Vũ em có thể là chia sẻ lên bài hát cho nào hay hay coi cho khán giả đồ người ta nghe coi. Nhưng mà để em tự em nhớ bản rồi. Mùa xuân này không có em đi. Hả? Mùa xuân này không có em đi. Mùa xuân này có em. Có em không? Rồi, dạ, cái bài đó hay lắm mà nghe. Rồi. Rồi vô Tấn Vũ. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về phải không? Dạ. Rồi. Vô. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy con mai già và mùa xuân quên mặc áo mới. Đúng rồi. Hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất là, dù sao anh cũng về phòng xương đà chính rồi. Lời tình đông đưa theo gió, mình yêu nhau mấy tuổi xứng rồi. Hay quá. Em có nghe trời giao xứng chưa, bên sông từng giọt nắng vàng chợt lứa thưa. Qua đây ngồi với anh kìa. Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào. Lời tình đông đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Quá trời hay, đúng là Tấn Vũ chế linh thiệt. Trời ở đây. Đủ nhiêu đó. Dạ. Rồi chiều giờ đi đâu vậy? Dạ em đi chơi anh, chơi bên chợ An Phú. Đi bên qua tới chợ An Phú hả? Dạ. Con nghệ bệnh hay gì mà đi dữ vậy? Dạ, em chưa có gợi nữa. Năm nay nhiêu tuổi Tấn Vũ? Năm nay em 30 rồi. 30 rồi hả? Trong giấy 31. Rồi em có đi làm gì không? Có làm gì phụ mẹ? Em cũng phụ tiếp trong gia đình với mẹ nữa. Mần hồ, vẽ mồng tơ. Rồi ai kêu gì làm đó như... làm nhất là bên giờ làm bên gãy anh, trồng gãy này kia chứ làm vàng này kia, bắt vàng gãy này kia chứ nó nhiều đó. Em qua đây ngồi với mẹ với nghe chế linh đi. Nhìn ông ca sĩ ngồi gần ca sĩ rồi. Nhìn anh giống ca sĩ mà. Giống thôi chứ đâu có được. Ngồi xích vô đây, xích vô đây cái anh. Xích vô cái lên cho chú chụp mô hình cái lên. Có gì để kỷ niệm ha. Qua tới An Phú, đi bộ qua tới An Phú, ngày nào cũng vậy hết trơn hả Tấn Vũ? Em đi chơi như kiếm sở làm đó. Vậy đó hả? Mà người ta kẹt cũng chuyện người ta chưa có hỏi được. Vậy đó. Bên chợ cũng có chỗ xây nhà nữa đó. Rồi mình vô hỏi. Người ta nói sao? Người ta đi đâu rồi, ông Hậu đi đâu rồi, không có chỗ đó. Vậy đó. Vậy là ví dụ như mình đi làm hồ cũng được phải không? Dạ. Làm nặng đó được không? Được anh. Em nghề đó em làm quen rồi.
Thì bây giờ mình thì coi như cũng bệnh hoạn, nhưng mà mình hạn chế đi chơi, đừng đi lung tung quá nghe, nghe thấy Vũ nha. Thì mình nhiều khi mình đi đây đi đó, người ta chọc ghẹo mình rồi mình không kiềm chế được đó. Dạ. Rồi đâm ra là gây khó khăn cho người ta ha. Dạ, hiểu rồi. Ừ. Hồi nãy Tuấn Vũ ca, à, nãy chứ Linh ca bài hay quá trời luôn, nhạc trẻ. Nhạc trẻ hả? Ờ, vậy mà vô, kêu hát, mà giấu nghề không có hát nha. Nó ca, tiếng nó ca trong lắm. Ừ, tiếng ca ấm đã lắm nha. Dạ. Cái bản nhạc trẻ đúng tèo rồi. Tèo đó nha, tèo nãy giờ đi tắm, tắm xong hả tèo? Xong. Ờ, đẹp trai ha. Tèo anh cũng làm mướn đó. Anh có thú không? Không, anh đánh thuốc lắm. Rồi thôi vậy con cảm ơn cái gì nha. Anh muốn coi thử này, coi cái này lạ nè. Chào Tuấn Vũ nha. Rồi, có dịp anh. Nào đó anh em mình đi ca hát bữa nha, nghe chứ Linh. Rồi. Đồng ý không? Rồi xin chào.